Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một nhà báo tự do ở Hà Nội hôm 7 tháng 10 nhận định Tổng Bí thư đang ở vào thế vừa muốn nghỉ vừa muốn làm. Phát biểu này được đưa ra vào ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 11, sự kiện được cho là quyết định nhiều vấn đề về tổ chức cán bộ trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các báo cáo nhà nước cho hay Hội nghị Trung ương 11 khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt được xem là trọng tâm của sự kiện này theo báo chính thống nhà nước. Trong 7 ngày từ 7 đến 13 tháng 10, các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận cho ý kiến một bước về dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng Cộng sản như dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế xã hội 2011-2020. Hôm 7 tháng 10, trả lời phóng viên, nhà báo tự do Phạm Thành nhận định, xin trích: về các ứng viên có thể kế vị ghế Tổng Bí thư, 3-4 tháng trước lộ ra vài nhân vật như ông Trần Quốc Vượng, nhưng gần đây có dư luận nói cả ông Nguyễn Xuân Phúc nữa. Ông Vượng hay ông Phúc lên thì đương nhiên ông Trọng phải nghỉ. Tôi cho rằng khả năng ông Trọng nghỉ. Tôi thấy ông Trọng xuất hiện tại các sự kiện rất gắng gượng, trong một tấm ảnh người ta thấy ông giơ tay lên nhưng không phải cánh tay khỏe mạnh. Người ta nói 5-7 ông bác sĩ người Trung Quốc chăm sóc sức khỏe cho ông ta. Nhà báo Phạm Thành nói thêm về tham vọng ông Trọng rất muốn ở lại để tiếp tục làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng sức khỏe của ông không bảo đảm. Nhưng ông ấy có tư tưởng rằng rất mong mình khỏe lên để tiếp tục giữ trọng trách Tổng Bí thư. Khả năng ông Trọng vừa muốn nghỉ vừa muốn làm đang ở trong tư tưởng của ông. Cho nên một khi ông Trọng chưa chính thức nói tôi muốn nghỉ thì ông Vượng hay ông Phúc cũng chỉ ngấp nghé mà thôi. Có thể ông ấy sẽ bất ngờ tuyên bố nghỉ bất kỳ lúc nào, chúng ta chưa biết được. Trước đó hôm 23 tháng 9, trả lời phóng viên qua email, ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Victoria Wellington, New Zealand cho biết: theo nguyên tắc chuẩn bị nhân sự từ thấp đến cao, Trung ương 11 nhiều khả năng sẽ bàn về quy hoạch cán bộ cấp ủy viên Trung ương dựa trên danh sách Bộ Chính trị đã phê duyệt và đệ trình. Thay vì cán bộ cấp cao, không loại trừ vấn đề lãnh đạo cấp cao được thảo luận nhưng sẽ khó được đưa vào nghị trình chính thức. Như truyền thông của đại hội trước, vấn đề nhân sự cấp cao chỉ nóng lên vào năm bản lề 2020. Nhận định về cuộc đấu phe phái trước khi hội nghị diễn ra, ông Giang viết, xin trích: để phân biệt rõ ràng phe nào với phe nào với nhau là rất khó khăn trong thời điểm hiện tại, bởi cái bóng quá lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khiến cho tất cả những ai muốn tranh đấu quyền lực phải ẩn mình chờ thời. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ năm 1986 mà chúng ta không phân định được các nhóm lợi ích với ưu tiên chính sách rõ ràng, bảo thủ hay đổi mới. Điều này khiến cho việc đoán định chính sách của đội ngũ lãnh đạo mới sẽ khó khăn hơn. Ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức Tổng Bí thư được 2 nhiệm kỳ từ năm 2021. Năm 2016, ông trúng nhiệm kỳ thứ 2 dù đã quá tuổi, lúc đó đã có những nhận định cho rằng ông sẽ chỉ ở lại nửa nhiệm kỳ. Hồi tháng 4 vừa qua, trong chuyến thăm Kiên Giang, ông Trọng phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Ông Trọng vắng bóng trên chính trường trong nhiều tuần sau đó, trong khi báo chí chính thống không đưa tin cụ thể ông bị bệnh gì. Sức khỏe của ông Trọng được cho là cũng ảnh hưởng đến việc ông có thể ở lại hay không trong nhiệm kỳ tới. Ẩn số trong phương trình Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ dường như đang lộ dần đáp án. Chỉ có điều cái tên Nguyễn Phú Trọng không còn vị thế độc quyền gặp Tổng thống Donald Trump. Từ cuối tháng 9 năm 2019 bắt đầu lộ lên những thông tin bản lề chính trường Việt Nam về việc Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng gặp phải vấn đề khó khăn về sức khỏe nên sẽ có thể không đi được Washington gặp Tổng thống Donald Trump dự kiến vào tháng 10. Dấu hiệu gần đây nhất có thể dễ nhận ra nhất là ông Nguyễn Phú Trọng đã phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York
Mỹ vào tháng 9 năm 2019, một hội nghị quốc tế lớn mà nếu còn đủ sức khỏe thì ông Trọng đã luôn hớn hở, mình phải như thế nào thì người ta mới tiếp đón như thế chứ. Nếu cuộc gặp Trung Trọng vào tháng 10 bị bỏ lỡ, đó là lần thứ hai trong năm 2019 bất thành chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng. Lần đầu tiên không thành là lần dự kiến đi vào tháng 7, khi đó Trọng chỉ vừa tạm phục hồi sau cơn bão bệnh ở xứ Kiên Giang nhà 3X Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 4 năm 2019 nên chưa thể tiến hành đi được. Biểu hiện rõ ràng nhất cho ý đồ Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ kế hoạch đi Mỹ dù ông ta đã trốn biệt không đi Trung Quốc suốt từ đầu năm 2019 cho đến nay là con thoi Phạm Bình Minh. Viên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao này đã có một chuyến đi tiền trạm ở Washington vào tháng 5 năm 2019 với vai trò được nâng cấp hẳn lên sau một thời gian khác dài bị thất sủng trước Trọng từ sau sự biến khủng hoảng ngoại giao Việt-Đức năm 2017. Trong chuyến đi Mỹ đó, thậm chí Phạm Bình Minh còn có những cuộc làm việc với cả Bộ Quốc phòng Mỹ, cho thấy rất rõ là Phạm Bình Minh đang trở thành một trong những quan chức có được quyền đàm phán song phương, đặc biệt là đàm phán về việc nâng cấp mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thậm chí có thể vươn từ đối tác toàn diện lên tầm đối tác chiến lược. Một nhu cầu mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ống ẻo theo não trạng Mỹ cần ta hơn ta cần Mỹ, nhưng bất chợt trở nên thúc bách khi nổ ra vụ khủng hoảng bãi Tư Chính lần thứ ba vào đầu tháng 7 năm 2019. Cũng vào tháng 5 năm 2019, người ta không nghe nói gì đến phương án Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ. Vào thời điểm đó có vẻ việc đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng gặp Trung là độc quyền của ông Trọng. Thêm vào đó, Trung đã có lời mời đích danh Trọng khi đó đã nghiễm nhiên là chủ tịch nước chứ không chỉ là một tổng bí thư như đảng danh không chính ngôn không thuận đi Washington. Tuy nhiên, cho đến tháng 9 năm 2019, tình hình sức khỏe của ông Trọng dường như vẫn chầy chật, dù báo đài đảng đã cố gắng đưa hình ảnh và phát sóng về ông ta đi nơi này nơi kia cùng vài buổi họp hành trong đảng, nhưng điều lộ diện bị nhiều người thắc mắc nhất vẫn là sao không thấy hoặc có quá ít hình ảnh về Nguyễn Phú Trọng đi lại. Thách thức tự thân với Trọng là biểu đồ hồi phục sức khỏe của ông ta sau một thời gian ngắn tạm ổn, nhưng giờ đây lại có vẻ chững lại và có dấu hiệu đi xuống. Trong ít lần xuất hiện gần nhất, rõ ràng là vận động tứ chi của ông Trọng không khả quan hơn so với trước đây. Người ta tự hỏi là với tình trạng sức khỏe chỉ đủ ngồi mà không phải là đi, liệu Nguyễn Phú Trọng có thể bảo đảm cho một chuyến công du dài đến Washington gặp Donald Trump và sau đó dĩ nhiên phải xuất hiện trước ống kính soi mói của báo chí phương Tây. Đến lúc đó bắt đầu manh nha vài tin tức có thể Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi Mỹ thay cho Nguyễn Phú Trọng. Vì sao lại là Nguyễn Xuân Phúc mà không phải là quan chức khác nếu quả thật Trọng không thể tự đi? Nếu xét về số thứ tự trong danh sách ứng viên cho chức Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước tại Đại hội 13, cái tên Nguyễn Xuân Phúc có lẽ chỉ đứng thứ hai sau Trần Quốc Vượng. Vượng tuy là thường trực Ban Bí thư nhưng được xem là ngoan hiền dễ bảo hơn Phúc và đã lọt vào mắt xanh của Trọng như ứng cử viên số 1. Chỉ có điều Trần Quốc Vượng là người bên đảng thì Trung thì không có thói quen tiếp đảng chính trị, nhất là Đảng Cộng sản. Nếu Nguyễn Phú Trọng không thể cải lão hoàn đồng, càng sớm càng tốt, vai trò đi Mỹ của ông ta sớm muộn sẽ rơi vào tay người khác, bất chấp Trọng có thích hay không. Hơn nữa, tình thế của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng thể chế chính trị độc tài này đã vào ngõ cụt, và mức độ nguy hiểm do bị Đảng Anh Trung Cộng đe dọa ngày càng rõ. Sau tuyên bố được hiểu như một tối hậu thư vào tháng 9 năm 2019 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về chủ quyền của Bắc Kinh ở bãi Tư Chính và đòi hỏi Việt Nam phải ngừng mọi hoạt động khai thác dầu khí ở khu vực này, xác suất nổ ra chiến tranh từ lá cờ 16 chữ vàng đã tăng vọt. Tình thế nguy khốn ấy buộc đảng em trong nỗi cô đơn tận cùng đã thủ trong túi sẵn một tá đối tác chiến lược với nhiều nước, phải tranh cướp thời gian để nhích sang Hoa Kỳ, đối trọng quân sự duy nhất đối với đối tác chiến lược quan trọng nhất của Việt Nam, đó là Trung Quốc ở Biển Đông.
Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng bởi thế đang đứng trước cơ hội lịch sử của hội chứng buồn ngủ gặp chiếu manh nếu sắp tới Nguyễn Xuân Phúc được đi Mỹ thay cho Nguyễn Phú Trọng, và nếu chuyến đi này mang về cho Việt Nam được món quà nâng tầm đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, dù món quà này chỉ mang ý nghĩa hình thức và tương tự như cái cách Thủ tướng chỉ đạo Tổng cục Thống kê Việt Nam thổi GDP thật cao để lấy thành tích. Đó sẽ là một thành quả chính trị ghê gớm, đủ để biến cá nhân Nguyễn Xuân Phúc trở thành ứng cử viên số 1 cho cái ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 13. Nếu từ đây đến đó Nguyễn Phú Trọng không thể cải thiện hơn về mức độ đề kháng tai biến mà có thể khiến cho Thái tử Trần Quốc Vượng mất ngôi. Cũng không loại trừ khả năng chuyến đi Mỹ nếu thành công của Nguyễn Xuân Phúc sẽ đưa vị thế của ông ta trong nội bộ đảng sánh ngang với uy quyền một thời của người tiền nhiệm là Nguyễn Tấn Dũng, và chính thức trở thành một đối thủ chính trị để đối chọi với tham vọng ngồi nữa ngồi mãi của Nguyễn Phú Trọng trong trường hợp Trọng bỗng nhiên trẻ mãi không ra. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.